Alo, có Bùi Thu Yên quay đây con coi chút. Hello Bùi Thu Yên nha, để chị Hân đưa cái áo cho em xem nhé. Đây em nha, dài hơn cái áo hôm trước của chị, của chị mặc đó em nhớ không? Đó, cái này cũng là cổ trụ giống như của chị mặc nhưng nó dài hơn một xíu nha. Tay và cái mo eo nó cũng giống nhau nhưng chỉ là dài hơn một xíu thôi ha. Đó em thấy không, nó dài hơn một xíu thôi nha. Đó ok, bởi vì ví dụ như đó, chị cũng mặc rộng như thế này nhưng mà khi chị mặc là chị có cái hai rút thắt giống như hôm trước của chị đó. Đó em ok không? Ok thì chị bỏ vào luôn nha. Rồi mọi người vào chia sẻ cho em đi mọi người. Vào chia sẻ cho em nha. Hôm nay mua lẻ với giá sỉ nha. Chương trình hôm nay em ưu đãi cho khách hàng một hôm ha. Mua lẻ với giá sỉ nha. Rồi ok em yêu. Đó mọi người vào thì chia sẻ giúp em ngay bây giờ nha mọi người nha. Chia sẻ nha. Hôm nay là em sẽ tri ân khách hàng một hôm với giá sỉ nha. Mọi người tranh thủ vào chia sẻ giúp em đi ạ. Tranh thủ vào chia sẻ giúp em thì mới là với giá lệ, mua lệ với giá sỉ nha mọi người. Hello chị Thùy Linh nha, vào chia sẻ giúp em với ạ. Vì hôm nay là em vào sớm một tí á, là để thời gian mấy chị đẹp chia sẻ rồi bắt đầu em mới bắt đầu like nha. Giờ mấy chị chưa ai vào hết trơn đây. Rồi mọi người vào là share bài giúp em nha mọi người nha. Share lên các trang nhóm và ít nhất trên trang cá nhân 3 lần nha. Vì hôm nay á, hôm nào em mở cái cuộc tri ân khách hàng cũng không có trọn vẹn hết. Một á, là những chị bận đi làm không xem được. Hai là máy nó cứ bị trục trặc. Cho nên là hôm nay thì em không biết là hôm nay sẽ như thế nào. Cho nên mọi người cố gắng chia sẻ giùm em ha. Ok, cảm ơn chị yêu nha. Đó, mọi người vào thì chia sẻ, cố gắng chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em nha. Hôm nay là bán một bữa với giá sốc luôn nha mọi người. Đồ thì vẫn đẹp như ngày nào chứ không phải là xấu đâu. Nhưng mà bán với giá vào một ngày duy nhất cho nó vui. Trời ơi, hồi nãy giờ không xong môi xong miệng cái mặt tái mét luôn. Đúng rồi, chia sẻ là chị Hân biết mà, mấy chị Hân sẽ báo ngay. Đó, cho nên là hôm nay là chỉ có một ngày em bán với cái giá sỉ nha. Một ngày em bán với giá sỉ cho nên là các chị đẹp thân yêu của em là cố gắng chia sẻ giúp cho em.
để rồi có những người thân hoặc là những bạn bè trên quay của mình đồng thời chia sẻ cũng là đồng thời là ủng hộ cho Hân rồi. Đâu phải cần đặt hàng nhiều bên Hân mới là ủng hộ đúng không? Mọi người cứ mỗi một lượt chia sẻ như vậy, nhanh tay giúp em như vậy là đã ủng hộ em nhiệt tình lắm rồi. Đó, cho nên là mọi người cố gắng nhé, cố gắng ủng hộ cho em nhiệt tình vì những cái lượt chia sẻ của mọi người như vậy. Đó, mọi người thấy đầm hôm nay rất là xinh không mọi người? Quá xinh luôn nha. Chia sẻ giùm em mức view cao cao đi.
Rồi nhanh tay chia sẻ nào, nhanh tay chia sẻ đi em nha. Rồi mọi người đã nhanh tay chia sẻ giùm em chưa ạ? Chia sẻ thật nhiều giúp em nào. Rồi bắt đầu mình chơi game trước nha. Bắt đầu mình chơi game trước cho nên mọi người cứ cố gắng chia sẻ nhanh tay giúp em nào. Mấy cái này không xem được chia sẻ. Ok. Thì Linh là mới có 4 người chia sẻ thôi. Rồi mình chào Hương Giang Phạm nha. Chào Khuyến Nguyễn nhé. Rồi mọi người cứ nhanh tay chia sẻ đi ạ. Nhanh tay chia sẻ nha. Và sau đó thì mình sẽ chơi game. Hôm nay là mình dành thời gian chơi game với mọi người nhé. À hôm nay là mình tri ân khách hàng một bữa nha bạn. Mình tri ân khách hàng một bữa để dành cho những cái khách hàng của mình từ hồi đầu khai trương đến giờ. Mình chưa có một cái bữa nào trọn vẹn hết cho nên hôm nay là mình dành cho những người khách hàng có cuộc tri ân. Đó cho nên mọi người cứ chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình nha. Chia sẻ nhiệt tình và sau đó bắt đầu chơi game ha. Sau đó bắt đầu chơi game và bắt đầu là em sẽ bán hàng sau nha mọi người nha. Rồi chào Đỗ Thị Hòa nha, vào chia sẻ giúp chị Hân nào, vào chia sẻ giúp chị Hân chuẩn bị chơi game nha. Chuẩn bị tham gia game trước ha. Chị like, hàng quá đó mà chị chưa đóng kịp mệt quá. Hôm bữa giờ hả? Hôm bữa giờ chị có like bao nhiêu, bây giờ hàng đợi đó nhưng mà chưa đóng thì làm sao, mới đóng hồi sáng không biết để đóng chứ chị cũng chưa đóng nữa. Rồi hello chị Kim Ngân nha, vào để chia sẻ ngay giúp em. Cái thứ nhất, cái hàng này là chị phải chờ người ta chuyển khoản chị mới đóng. Ừ đây hả? Ừ đó, vấn đề là phải chờ trong ngày đây họ chuyển khoản thì chị mới đóng được. Dạ ok, cảm ơn chị Đỗ Thị Hòa nha. Rồi tất cả mọi người vào là chia sẻ like ngay cho em và bắt đầu mình áp dụng game ngay ha. Rồi chào chị Kim Ngân luôn nha. Rồi, ủa chứ chị có gửi đâu mà cưng sợ cái chuyện đó không biết, mệt ghê. Bây giờ chị không có Viettel rồi. Bây giờ tôi muốn chuyển cho Viettel luôn đó. Người ta mấy hàng sĩ của chị đó nó bảo cứ tính cước cao quá kìa. Ôi em không tin, đây nè, có một cái người hàng sĩ đang ở trong live đây nè. Họ tính nói là cước cao quá trời luôn á.
Hồng Diễm ở Bạc Liêu đó. Em tính gì mà 200 mấy một cục vô trong đó rên quá trời quá đất kìa. Mệt quá, nó nói bên nó gửi Viettel có bao nhiêu, có 100 mấy kìa. Chị cũng chả biết nữa, giờ khách nó rên rỉ cước phí cao quá, chị cũng đang tùm lum. Không biết nói chuyện với người ta làm sao đây. Mà cái bì đó cũng đâu có tới là cái gối 30kg đâu mà em tính cao. Ừ rồi, cái gì để chị gọi. À hôm nay thì chị Kim Ngân ơi,
lần và chưa có theo dõi bên Trang Nguyễn Hân thì Ngạn Hân sẽ nhường cái áo đó lại cho người tiếp theo ha. Cho nên mọi người nhiệt tình giúp em một chút ha. Mọi người nhanh tay lên nào, đơn vị là lẻ lẻ nha. Đơn vị lẻ lẻ ha. Lẻ lẻ nha, không có một số chẵn nào, chẳng hạn như 8 cũng là chẵn nè. Có nghĩa em đã đọc là lẻ lẻ rồi thì mọi người cứ comment hai số lẻ nha. Đó, chơi game bên mình rất là dễ cho nên mọi người từ hồi bắt đầu từ ngày khai trương đến giờ là mình chưa có một cái cuộc chơi game nào hết. Chưa có một cuộc chơi game nào hết cho nên mọi người hôm nay mình sẽ tổ chức game một bữa rất là hoành tráng luôn. Đó, cho nên mọi người bây giờ ở bên mình tất cả là tới 5 cái máy để theo dõi, cho nên ai lên trước là mình sẽ ghim người đó trước ngay, chơi rất công bằng nha. Và không quên chia sẻ ít nhất là lên trang cá nhân 3 lần nhé. Rồi, có người trúng rồi nha. Đau mắt rồi. Khoan, cái máy chính chưa lên. Cái máy chính chưa lên đây. Đây xem là nó trôi mất đây, cái máy chính không thấy đây nè. Máy chính đâu ha. Hàng của máy chính chưa thấy nè. Rồi, chuẩn bị lên đây. Rồi ok, mình sẽ ghim người đầu tiên nha. Người đầu tiên là chúc mừng Diệp Nhiên nha. Diệp Nhiên ha. Mã số là 95 nha mọi người. Mọi người nhìn thấy rõ không? Mã số là 95 nha, Diệp Nhiên. Diệp Nhiên cho. Bây giờ Diệp Nhiên kiểm tra Diệp Nhiên trước nha. Em cầm cái máy em kiểm tra Facebook Diệp Nhiên đã chia sẻ bài của chị Hân chưa. Em bấm đó rất là lâu, em bấm tìm kiếm bên em thử xem họ đã chia sẻ chưa, không cần phải chờ bên chị. Rất là nhanh gọn và mọi người cứ tiếp tục chia sẻ đi nào. Tiếp tục chia sẻ nha. Một chiếc áo hàng tặng cho Diệp Nhiên. Nhưng mà để xem nếu như Diệp Nhiên đã chia sẻ rồi thì cái này ok của Diệp Nhiên nha. Còn nếu như Diệp Nhiên chưa chia sẻ. À nhỏ anh ơi, có nghĩa là chị Hân, có nghĩa là em không cần phải kết bạn, có nghĩa là em ấn theo dõi, em ấn cái nút theo dõi và chia sẻ là được. Rồi ok, bây giờ nha, mình sẽ kiểm tra Diệp Nhiên nha. Đây Diệp Nhiên đã chia sẻ bài của Nguyễn Hân là 29 phút trước nha mọi người nha. Đó, và đã xe lên tường 1 nè, 2 nè, 3 lần nha. Đó, cái này là của Diệp Nhiên nha. Rồi, Diệp Nhiên đưa cái thông tin qua nha Diệp Nhiên ơi, đưa thông tin qua nha. Cái áo này nha, cái áo này là hàng tặng ha. Đó, 53kg đổ về mặt đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái tờ này qua một bên, mã 95 mình bỏ qua một bên nha. Rồi mọi người cứ tiếp tục chia sẻ cho em nào. Tiếp tục chia sẻ cho em nha. Tiếp tục chia sẻ cho em ha. Diệp Nhiên comment nhanh cái thông tin qua nha. Nhanh cái thông tin qua nào. Rồi tiếp tục một tờ nữa nha mọi người. Đây là tờ thứ hai nha. Đây là tờ thứ hai nha. Rồi một chiếc tặng thứ hai là phom suông nha, là phom suông ha, cũng là 53 con đổ lại mặt đẹp nha, 53 con đổ lại mặt đẹp. Và bây giờ mọi người lại bắt đầu comment nữa đi nào, bắt đầu comment nữa nha. Đơn vị là lớn nha, đơn vị là lớn ha mọi người ha. Tiếp tục comment nào, đơn vị là lớn, hai chữ số là chẳng chẳng nha. Đó, chơi game bên Hân rất là sướng, chưa gợi ý rất nhanh rất sướng, không còn phải mất thời gian nhiều đúng không mọi người. Rồi bây giờ mọi người cứ tiếp tục comment, bắt đầu comment nữa nha. Đơn vị là hai số chẵn nha, hai số chẵn ha. Rồi ghi cái địa chỉ của Diệp Nhiên bỏ ra, hàng tặng em phải lấy cái bì bỏ vô hàng tặng cho nó gọn đi, đừng dàn ra nhà nữa. Đơn vị là chẵn nha. Rồi mọi người cứ chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ thật nhiều giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ thật nhiều giúp em. Rồi ok, chúc mừng người tiếp theo nha. Có nghĩa là mình sẽ thấy ai lên đúng mã số thì mình sẽ
Dừng lại nha mọi người, ai lên đúng mã số là dừng lại nha. Đây, mã số là 80 của nhỏ anh nha. Em kích vào nhỏ anh xem đã chia sẻ chưa. Kích vào nhỏ anh xem đã chia sẻ và theo dõi chưa. Đây, mã số là 80 nha mọi người nha. Đó, là chúc mừng nhỏ anh nha. Điều kiện chơi rất là dễ đúng không mọi người. Điều kiện chơi rất là dễ, chỉ cần chia sẻ. Đây, cái Facebook này là Facebook của nhỏ anh đúng chưa nào? Đúng Facebook của em chưa cưng ơi? Đúng rồi đúng không? Nhưng mà em đã chưa chia sẻ cái like trực tiếp của chị Hân nè. Nha, chưa chia sẻ cái like trực tiếp của chị Hân thì không có đủ điều kiện để mà nhận quà nhé. Đúng ra cái chiếc áo đã để thuộc về em rồi, nhưng kết cuộc em không chia sẻ. Tiếc chi một lượt, hai lượt, ba lượt chia sẻ. Đúng chưa? Cơ hội đã đến với em nhưng em tự đánh mất nó. Bây giờ mình sẽ xả ra cái tờ này nha. Mình sẽ bóc lại cái tờ khác nha mọi người. Mọi người nhanh tay chia sẻ giùm em đi nào. Chia sẻ giùm em nha. Nhanh tay chia sẻ giùm em nha. Tiếp tục chiếc áo đó mình sẽ bóc thêm một số khác nha. Em thấy chưa? Vô tình mà em lại mất một cái món quà như thế thì chị rất là tiếc cho em luôn nha. Rồi, một tờ khác nha mọi người nha. Bây giờ mọi người cứ tiếp tục comment đi. Đơn vị là nhỏ, hai số là chẳng chẳng nha. Đơn vị là nhỏ, hai số là chẳng chẳng ha. Đó, cho nên là mọi người cứ tiếc một lượt, hai lượt chia sẻ mà quà đến nơi thì lại đưa qua tay sang cho người khác, rất là tiếc luôn. Mọi người rất là tiếc chưa mọi người? Đó. Cái chiếc áo này đúng ra là thuộc về nhỏ anh, nhưng kết cuộc bây giờ lại thuộc về người khác. Đơn vị là nhỏ nha mọi người, hai số là chẳng chẳng ha. Mọi người nhớ.
Ơi ha, vào xem của trang cá nhân của chị Đỗ Thị Hòa. Khi là kiểm tra là khi đã có là nó có nha mọi người nha. Cho mọi người thời gian đây. Đây là chị Đỗ Thị Hòa nha, trang cá nhân của chị Đỗ Thị Hòa đây nha, mọi người nhìn rõ chưa? Mọi người nhìn rõ chưa ạ? Đó. Và chị Hòa đã chia sẻ của cái livestream của Nguyễn Hân từ 41 phút trước nha mọi người nha. Một lần nè, hai lần nè, ba lần nè, đó mọi người nhìn thấy chưa? Đó mọi người nhìn thấy chưa? Đây của chị Hòa đã chia sẻ nha. Ok chưa? Cho nên mọi người kiện tụng em, đây là mã 70 nha, dành cho chị Đỗ Thị Hòa nha. Chị Đỗ Thị Hòa đã nhận một cái chiếc đầm này nha. Cái đầm này là 53 cân đổ lại mặt vừa ha, chất liệu là vôn nha. 53 cân đổ lại mặt vừa chất liệu là vôn, hàng tặng nhưng vẫn siêu mới nha. Có mà không hiểu là sao Thu Hiền. Chị cũng không hiểu luôn á, chị nói thiệt á. Chị không hiểu luôn, lúc trước á là em chơi là em vẫn trúng game bên chị bình thường mà đúng không? Vừa rồi em vẫn trúng game bên chị thì cái lý do gì hôm nay em lại không chị kiểm tra là em có lại không có chia sẻ. Rồi chị Đỗ Thị Hòa lên cái thông tin cho em nha. Lên cái thông tin cho em ha. Rồi bây giờ tiếp tục tờ khác nha mọi người nha. Cho nên mọi người phải chia sẻ ít nhất lên trang cá nhân 3 lần và mọi người cứ tiếp tục chia sẻ giúp em nha. Tiếp tục chia sẻ giúp em ha. Em chia sẻ từ lúc 5 người xem thì cái lý do gì mà chị mở trang ra không thấy ha. Lần trước em chơi thì em vẫn cứ trúng game bên chị bình thường, có sao đâu. Và em cũng đã từng nhận hàng tặng rồi đúng chưa? Thu Hiền đã nhận hàng tặng rồi đúng chưa? Có nhìn thấy xuyên cam nha. Đó, chị chơi game thì chị vẫn gửi hàng tặng cho em đợt trước rồi mà đúng không? Và bây giờ tiếp tục mình bóc tờ tiếp theo ha. Tờ tiếp theo đây nha, đơn vị là lớn nha mọi người. Đơn vị là lớn ha, hai số là chẳng chẳng nha. Cho nên mọi người cứ cố gắng chia sẻ cho em nào, chia sẻ cho em nha. Đơn vị là lớn, hai số là chẳng chẳng. Đó. Rồi mọi người bắt đầu comment nào. Bắt đầu comment nha. Có nghĩa là Thanh Phương ai cũng được quyền chơi cả, ai cũng được quyền chơi, mình không giới hạn người chơi nha. Mình không giới hạn người chơi, nhưng mà điều kiện chia sẻ trực tiếp lên trang cá nhân 3 lần và nhấn theo dõi bên Nguyễn Hân. Nhấn theo dõi bên Nguyễn Hân và ít nhất lên trang cá nhân 3 lần và trên các hội nhóm nha. Trên các hội nhóm ha. Rồi ok chị Đỗ Thị Hòa, em nhận được địa chỉ của chị rồi nha. Rồi, đơn vị là lớn, hai số là chẳng chẳng nha. Đơn vị là lớn, hai số là chẳng chẳng ha. Đó, chơi game bên Hân rất là nhanh, rất là gọn. Rồi mình gợi ý cũng rất là dễ dàng để cho mọi người comment tránh mất thời gian. Rồi ok, tiếp tục nha, lại có người trúng nữa rồi đây. Rồi, là xuyên cam nha. Là xuyên cam mã số 68 nha mọi người. Kiểm tra xuyên cam. Kiểm tra xuyên cam. Là 68 nha mọi người nha. Đó, mã 68 là người tiếp theo là xuyên cam ha. Bây giờ là mọi người không phải comment nữa. Bây giờ là đã có người trúng rồi. Xuyên cam nha. Đây, cái Facebook này là Facebook của xuyên cam nha. Đúng chưa mọi người, nhìn thấy rõ chưa? Sao nhìn mình nhìn nó thấy cái chói chói khó chịu quá. Đó, xuyên cam ha. Và xuyên cam đã chia sẻ của bên Nguyễn Hân 45 phút trước nha mọi người nha. 45 phút trước một lần ha. Xuyên cam chia sẻ một lần nha. 45 phút trước không đủ điều kiện hả? Mình nói là ít nhất trên trang cá nhân 3 lần, không phải là một lần nha. Mọi người phải chia sẻ lại nha. Đó, đã trúng rồi nhưng kết cuộc chỉ tiếp chia sẻ thôi mà như vậy đó. Vì mình sẽ bỏ qua cái mã 68 này và tiếp tục nha. Mình nói là chia sẻ
lên trang cá nhân ít nhất là 3 lần thì mới đủ điều kiện tham gia game. Đó nha mọi người nha. Mình tặng không giới hạn luôn mà. Thật sự là hôm nay mình tặng không giới hạn luôn. Chia sẻ nhiều mà em chị kiểm tra. Bây giờ xin cam kiểm tra, tự kiểm tra cho chị có một lần 45 phút trước thôi nha. Và tiếp tục nào. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ qua cái tờ 68 đó và tiếp tục đơn vị là nhỏ hai số là chặn chặn. Đơn vị là nhỏ hai số là chặn chặn nha. Mọi người cứ tiếp tục và chia sẻ ít nhất, em đã thông báo rất nhiều lần, chia sẻ ít nhất lên trang cá nhân 3 lần và trên các hội nhóm. Đó. Điều kiện thứ hai là nhấn theo dõi thì mới em mới tính được đủ điều kiện chơi game chứ. Trời ơi. Mọi người nghĩ sao với một cái chiếc áo trị giá 150k như vậy mà em tặng không giới hạn thì mọi người nghĩ sao? Tước tiết chi một lượt hai lượt chia sẻ đúng không nào? Tiết chi một lượt hai lượt chia sẻ mà không đó, hai số là chẳng chẳng, đơn vị là nhỏ nha mọi người nha, đơn vị là nhỏ ha.
và chia sẻ lên các trang nhóm, hội nhóm. Cho mình chơi rất là công bằng, hôm nay là mình tặng thoải mái luôn, mà có cái gì đâu mình không tiếc thì thôi, chứ mọi người cứ tiếc chi một lượt comment giùm em vậy, à mà một lượt chia sẻ giúp em chi vậy, đúng không? Tiếc chi một lượt chia sẻ để rồi mất đi cái món quà, tự nhiên mình khổ thân lắm, mình khổ thân lắm đúng không? Mới comment trúng được mà tự nhiên trúng rồi tự tuột về tay của người khác là rất là vô lý luôn. Rồi đây người tiếp tục nha. Đó là Thu Hiền một lần nữa nha. Chị Hân sẽ kiểm tra em một lần nữa nha. Đó. Tiếp tục là Thu Hiền đây. Mã là 75 nha mọi người nha. Mã là 75 ha. 75 nha. Là Thu Hiền ha. Kiểm tra Thu Hiền lại một lần nữa nha. Đây. Thu Hiền nghĩ sao em? Em là lần thứ hai trúng nè, em thấy chưa, đúng là của em chưa, lần thứ hai trúng, nhưng khi chị kiểm tra em vẫn không có một lượt chia sẻ nào với chị, em nhìn thấy rõ chưa, cũng không có một lượt chia sẻ nào, thì em kiện gì với chị nữa đây, em ok chưa em? Rồi bây giờ chị Hân sẽ bỏ qua và bóc tiếp tờ khác, mọi người thấy không? Và cái 75 này người tiếp theo là Trương Ngô nha, nó kề với Thu Hiền luôn nè, để cho mọi người khỏi mất thời gian nè, kiểm tra Trương Ngô. Cho nên đó, em thấy ông Thu Hiền, cho nên em đừng có kiện chị, cái đó là do em chứ không phải do chị nha. Chị kiểm tra ở trang chia sẻ nhiều mà, thì chị đang kiểm tra ở trang em đó. Chị đang kiểm tra ở trang em mà, đúng không? Đây là hình ảnh của Trương Ngô nha. Đó, đây là hình ảnh của Trương Ngô ha. Sao Trương Ngô bây giờ cũng không có chia sẻ của chị Hân nữa đây? Lý do tại sao là không chia sẻ cho chị Hân nữa nè. Thấy chưa? Chị không hiểu lý do tại sao mà không chia sẻ luôn á. Trời ơi nó bực bội quá đi. Lý do trời chị tức quá đi. Thiệt ra bây giờ chị phải, hồi giờ bình thường là Trương Ngô vô chia sẻ bài cho chị Hân rất là nhiều, sao lý do gì hôm nay không chia sẻ nữa đây? Em yêu nha. Có. Hình như Trương Ngô. Trương Ngô ơi, tại sao em không chia sẻ công khai mà em chia sẻ trong cá nhân của bạn bè không vậy? Em phải chia sẻ công khai cho chị chứ. Hả? Chị kiểm tra, đây là chị kiểm tra ngoài Facebook để xem rằng có chia sẻ công khai hay không. Mà em không chia sẻ công khai mà em chia sẻ vào cái trang của bạn bè không thì chị là bạn của em, chị mới thấy nè. Còn một cái máy riêng là một cái file riêng của chị là chị vào chị sẽ không thấy chia sẻ. Cả Thu Hiền cũng vậy nè. Đúng rồi, cả Thu Hiền cũng không có chia sẻ công khai mà toàn chia sẻ lên bạn bè thì cái đó là mình. Rồi chị sẽ xem lại của Thu Hiền, chị sẽ xem lại, nhưng mà chị đã nói là chia sẻ với chế độ công khai, mọi người nghe rõ không ạ? Chia sẻ với chế độ công khai cơ mà. Thật sự Hân, có nghĩa là Trương Ngô bình thường Trương Ngô chia sẻ cho chị Hân với chế độ công khai, tự dưng hôm nay em lại chia sẻ với chế độ bạn bè như thế này là không được rồi, không được, mọi người phải chia sẻ cho em chế độ công khai nào. Em chỉ biết chia sẻ thật nhiều thôi, em phải chia sẻ với chế độ công khai, em có hiểu không? Chia sẻ với chế độ công khai có nghĩa là tất cả mọi người được xem. Đây là chủ yếu là bây giờ chị, mấy chị em đã ủng hộ cho Hân rất là nhiệt tình, nhưng mà trong cái sự ủng hộ đó thì có nghĩa là bạn bè với nhau sẽ thấy được cái chia sẻ, nhưng mà cái công khai mà của ngoài Facebook á là không có thấy nha. Đó, công khai ngoài Facebook thì đâu có thấy được. Cho nên thật sự từ nãy giờ chơi game rất là nhiều nhưng mà lượt view nó không tăng nổi là vì lý do không có chia sẻ công khai ha. Mọi người chia sẻ lại cho em nào, chia sẻ lại công khai cho em nào.
em không biết làm, em vào cái trang cá nhân của chị. Em vào cái trang cá nhân của chị, em bấm. Em vào, em kích vào cái trang cá nhân của Nguyễn Hân. Rồi sau đó ở nút bên trái nó có một cái nút để chia sẻ. Và sau khi em nhấn cái nút chia sẻ thì ở bên trên có chia sẻ vào nhóm, chia sẻ với chế độ công khai, nó có bao nhiêu lượt như vậy mà em không làm. Trời ơi, tự nhiên em chia sẻ thì nó đó. Rồi chào Lưu Yến Loan nha, trời ơi. Chị là nó với bất điều kiện là phải chia sẻ công khai giúp chị, chứ còn bạn bè trong trang cá nhân thì nói làm gì. Trời ơi là trời. Ha? Cho nên chị lấy một cái Facebook khác, có nghĩa là Facebook chị lấy một cái Facebook khác chị kiểm tra thì không có cái chế độ công khai thì làm sao mà chị thấy được. Còn mà kiểm tra cái Facebook của chị nào nó bình thường quá rồi, đúng không? Rồi bây giờ chị phải rút một cái tờ khác nha. Bây giờ muốn chia sẻ với mọi người nó khác, và chia sẻ lên nhóm có nghĩa là kích thẳng vào trang cá nhân của chị, và sau đó là nhấn vào chữ chia sẻ là ở trên nó có hiện là chia sẻ lên các nhóm nè. Đó, và ở phía bên trái là chia sẻ với mọi người, có nghĩa là mọi người ngoài Facebook họ vẫn xem được. Còn đây em chia sẻ cho bạn bè em thì nó đơn giản quá rồi, chị chia sẻ cũng được mà, đúng không? Rồi bây giờ mọi người tiếp tục comment nha. Đơn vị là nhỏ, hai số là chẳng chẳng nè. Đơn vị là nhỏ, hai số là chẳng chẳng. Trời ơi, mình thất vọng vô cùng luôn á. Tự nhiên bây giờ tất cả bao nhiêu mình khó khăn lắm mới comment, rớt cuộc là bây giờ tự nhiên mình xem lại không có ai chia sẻ với cái mức công khai như vậy thì làm sao được. Chị sẽ kiểm tra bằng một cái Facebook khác chứ chị không kiểm tra Facebook của chị đâu. Facebook của chị là trong bạn bè là em chia sẻ là đúng rồi đó, nhưng mà khổ nỗi là không có công khai thì làm sao mà ai biết được. Đơn vị là chẳng chẳng, à quên, hai số là chẳng chẳng, đơn vị là nhỏ đó. Hình như là có người mới vô đây mà đã trúng rồi. Hello chị An Hải nha. Đây tiếp tục nữa, một người nữa nè. Cho nên hôm nay là mình tặng không giới hạn. Mình thật.
Rồi, chúc mừng xuyên cam nha. Bây giờ lại kiểm tra xuyên cam một lần nữa nào. Đây, mã 72 nha mọi người nha. Hôm nay em sẽ dành một cái live stream này để em tặng quà, là mọi người biết em tặng khủng tới cỡ nào, cho nên mọi người cứ chia sẻ và kêu gọi các anh chị em người thân quen vào đây. Vào đây để chơi game với Hằng nha. Bây giờ nè, kiểm tra lại xuyên cam một lần nữa nha. Đây, xuyên cam đã chia sẻ công khai 2 phút trước một lần nè, 2 phút trước 2 lần nè, và 10 phút trước. Đó, bây giờ xuyên cam mới là người chia sẻ công khai nè, thấy chưa? Đó, chia sẻ công khai thì cái máy của không phải là bạn bè của xuyên cam thì mới thấy được chứ, đúng không nào? Đó, ok chưa? Chúc mừng xuyên cam nha, mã 72 nha. Đây, một cái này cho xuyên cam ha. Cái này là 53 con đổ về mặt đẹp ha. 53 con đổ về mặt đẹp nha, ok chưa? Đó. Rồi. Và bây giờ mọi người cứ tiếp tục chia sẻ nữa cho em nào. Chia sẻ nữa cho em nha. Mọi người cứ tiếp tục chia sẻ nữa đi. Mình sẽ tính từ phút, có nghĩa bắt đầu comment nha. Bắt đầu comment số mới ha. Mình sẽ tính từ phút bắt đầu comment số mới. Đó, cho nên mọi người bây giờ mọi người cứ kêu gọi anh chị em, bạn bè, tất cả người thân vào đây chơi game với Hân. Vì hôm nay là Hân sẽ bỏ ra một buổi live stream để tặng game cho mọi người. Hôm nay là Hân tặng sọc sàn, không cần Hân phải bán hàng nha. Rồi lấy mấy cái chiếc không qua đây luôn cho chị. Hân bán hàng hôm nay, bữa nay là 25 đúng không mẹ? Hôm nay là Hân khai trương, đúng hôm nay đúng là 1 tháng luôn rồi đó. Nhưng mà Hân chưa có một cái buổi nào để tặng cho khách hàng cả. Cho nên hôm nay là Hân hy vọng mọi người đó là chia sẻ nhiệt tình giúp cho em nha. Rồi bây giờ tiếp tục số khác nha mọi người nha. Bây giờ tiếp tục số khác ha. Đơn vị là nhỏ, hai số là lẻ lẻ. Đơn vị là nhỏ, hai số là lẻ lẻ, cho nên mọi người cứ cố gắng thu Hương Nguyễn cái gì đó. Hân ơi, Hân hỡi cái gì đó. Cái gì mà Hân ơi, Hân hỡi đó. Đó, cái vấn đề tặng đi đúng rồi. Cái vấn đề là phải chia sẻ trực tiếp lên trang cá nhân 3 lần. Bắt đầu từ phút comment bây giờ nha mọi người nha. Bắt đầu từ phút comment bây giờ ha. Rồi lại mọi người. Đó, cho nên là chia sẻ giúp cho Hân nhanh gọn nào. Tiếp tục người thứ hai nha. Chúc mừng chị An Hải nha. Chúc mừng chị An Hải mã 33 ha. Mã 33 nha. Kiểm tra chị An Hải giúp chị. Mã 33 ha. Cho nên là hôm nay là Hân sẽ chơi game rất... Đây, chị An Hải đây nha. Đó, Facebook của chị An Hải đây nha. Chị An Hải đã không chia sẻ bài viết cho em nha chị yêu ơi. Chị yêu đã không chia sẻ bài viết cho em sẽ bỏ qua nha. Em sẽ bỏ qua ha. Em sẽ bỏ qua. Cho nên lý do tại sao là cái quà nó đến tay mình rồi mà phải để tuột cho người khác vậy trời. Hả? Em không hiểu luôn á. Rồi bây giờ em sẽ bóc tờ tiếp theo nè. Khổ thân mấy chị yêu tụi của tôi quá. Chỉ có một lượt chia sẻ thôi mà lại không làm được. Rồi đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Thanh Phương ơi, em đừng có kiện tụng chị. Ai chị cũng tặng hết. Có nghĩa là một người cũng có thể trúng 2-3 lượt game mà đúng không? Nhưng vấn đề là phải chia sẻ. Chị An Hải không chia sẻ với chế độ công khai chị yêu nha. Không chia sẻ với chế độ công khai. Chị phải chia sẻ với chế độ công khai. Chị đừng chia sẻ trong trang cá nhân của chị mà với chế độ bạn bè là bên em kiểm tra không có nha. Bây giờ mọi người bắt đầu tiếp tục comment của số mới nào. Của số mới nha. Đơn vị là lẻ lẻ nha. Đơn vị lẻ lẻ ha. À quên, hai số là lẻ lẻ, đơn vị là lớn nha. Đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Nhanh nào. Có cái chia sẻ công khai và theo dõi thôi. Chị yêu ơi, chị phải chia sẻ ở chế độ công khai ít nhất là 3 lần trên trang cá nhân, ở chế độ công khai và cộng theo dõi bên Nguyễn Hân. Đó là mới đủ điều kiện tham gia game nha chị nha. Thấy không mọi người, thấy không, khổ thân ghê luôn á. Tự dưng lại trúng được, chúng game được cái áo thì tự nhiên lại thoát thoát cho người khác, thoát thoát khỏi tay mình đó.
thoát khỏi tay mình tự nhiên cái là rất là uổng luôn đó. Cho nên cứ mọi người đơn vị là lẻ lẻ ha, à, hai số là lẻ lẻ, đơn vị là lớn. Chị Thăng Thiện yêu ơi, à, nếu mà đơn hàng có một cái là em tự xả nha chị, em đã thông báo trên live, có nghĩa là đi tỉnh xa là hai sản phẩm trở lên em mới đi đơn. Cho nên là hôm qua là em kiểm tra của chị là chỉ có một cái cho em không có đi được, là em tự xả rồi nha chị. Còn nếu như chị muốn đặt đầy đủ hai sản phẩm á thì tí xíu nữa là em sẽ like cho chị đặt đủ hai sản phẩm thì em mới cho đi đơn nha. Rồi bây giờ em chỉ dành cái thời gian, một ít thời gian để em chơi game, em chơi game trước rồi sau đó thì em mới bán hàng nha. Rồi, ủa đâu phải, may chút nữa nhầm. Ủa à. Ủa sao cái máy bên này, cái máy chủ nó lại đi lên chậm ta, vô lý vậy. Sao là cái máy chủ không thấy ta. Rồi,
Ủa sao cái máy chủ nó lên lâu vậy ta? Cái máy chủ tại nó lên lâu, rất là lâu luôn nè. Rồi. Chúc mừng Trang Thu nha, chị Trang Thu ha. Mã là 96 nha, kiểm tra Trang Thu. Kiểm tra Trang Thu nha. Mọi người á, mọi người đừng có mà kiện tụng em làm gì. Em ngồi ở trên live thật sự là em cũng mong ai cũng trúng hết á. Em mong ai cũng trúng, nhưng mà em sẽ làm theo máy của em chứ em không làm theo máy khách nha. Mạng mỗi nhà mỗi khác, máy mỗi người mỗi khác, nhưng không thể làm theo máy của khách được nha. Có nghĩa là em dựa vào cái máy của em, ai lên trước thì em sẽ ghim người đó trước. Em chơi rất công bằng nha mọi người nha. Chơi rất công bằng ha. Đó, mã là 96 nha mọi người. Kiểm tra Trang Thu giúp chị. Rồi, chào chị Helen Nguyễn nha. Sao lại Trang Thu lại không có? Sao Trang Thu lại không có? Đây vậy? Đó, Thu Trang, Trang Thu không phải. Rồi Trang Thu. Trang Thu comment số điện thoại qua nhanh giúp mình để cho mình kiểm tra nha. Trang Thu comment nhanh số điện thoại giúp cho mình kiểm tra nha, để còn lượt tới người khác nữa nha, tránh mất thời gian ha. Nhanh gọn để tránh mất thời gian nha mọi người nha. Trang Thu còn ở đó không? Trang Thu còn ở đó không thì comment số điện thoại nhanh để cho mình kiểm tra nha. Mọi người, Hùng Vương Gia Lai. Rồi nhấn vào cái số điện thoại nó sẽ ra cái file. Sao lại trên trang cá nhân của Trang Thu lại không có vậy? Sao mình tìm cái trang cá nhân của Trang Thu lại không có ta? Không tìm thấy. 0165945462. 0165945462 thì mà sao mà đưa vào file thì lại không tìm ra ta? Sao lại không thấy cái face của Trang Thu đây nè? Sao lại không thấy cái face của Trang Thu đây Trang Thu ơi? Sao tìm một trang cá nhân có không? Em kết bạn với chị rồi mà. Trang Thu. Rồi để chị tìm qua cái máy của chị. Đây có rồi, có rồi. Rồi em kiểm tra đi. 1 giờ trước, 1 lần. 1 giờ thứ 2 lần. 3 lần. 1 giờ trước. 5 giờ. Chia sẻ lâu rồi đúng không? Rồi đây. Trang Thu lượt game đầu tiên. Trang Thu lượt game đầu tiên nha. Đây là Trang Thu ha. Đã chia sẻ vào 1 giờ trước là Trang Thu lượt game đầu tiên nha. Cho nên vẫn tính vào 1 giờ trước nha. Nếu như lượt game thứ hai thì sẽ bắt đầu từ giờ bây giờ nha. Bắt đầu từ giờ bây giờ ha. Chào Lê Thanh Thảo nha. Đó. Đã chia sẻ đúng 3 lần vào 1 giờ trước nha mọi người nha.
bao nhiêu Hùng Vương đây em ghi rồi bỏ bỏ bọc cho chị. Rồi cái này nha, cái này nha Trang Thu ơi, cái này là 52 cân đổ về mặt đẹp ha. Tất cả hàng tặng là siêu mới luôn nha, chứ không phải là hăng tặng cái hàng đểu để về mà mọi người sử dụng không được. Mọi người không có, khi tặng những cái chiếc áo như thế này là mọi người về phải mặc mà phải nhớ tới hơn, chứ không phải là tặng những cái đồ mà về không sử dụng được nha mọi người nha. Rồi bỏ cái áo này vào cho Trang Thu đi, chiều cho chú Đông giao luôn. Rồi cho nên mọi người cứ chia sẻ, tiếp tục chia sẻ cho em đi nào, tiếp tục chia sẻ cho em nha. Rồi bây giờ là em sẽ bóc tiếp tục ha. Em sẽ bóc tiếp tục vài chiếc nữa là bắt đầu em sẽ bán hàng nha. Đơn vị là nhỏ hai số là chẳng chẳng. Đơn vị là nhỏ hai số là chẳng chẳng ha. Và bây giờ là 13 giờ 3 phút nha mọi người, 13 giờ 3 phút nha. Đó. Đến khi mà em đã ghim được của ai rồi thì em sẽ nhìn lại là nó tổng thời lượng là bao nhiêu phút ha, và cái lượt chia sẻ bao nhiêu phút thì em sẽ biết ha. Đơn vị là nhỏ hai số là chẳng chẳng nha. Đơn vị là nhỏ hai số là chẳng chẳng, cho nên mọi người cứ tiếp tục chia sẻ cho em đi nào. Tiếp tục chia sẻ cho em nha. Chia sẻ với chế độ công khai. Chia sẻ với chế độ công khai ha. Và nhấn theo dõi bên Nguyễn Hân nha. Đơn vị là nhỏ hai số là chẳng chẳng nha mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp cho em nào, hai số là chẳng chẳng, đơn vị là nhỏ ha.
sát sao còn gì nữa. Bây giờ lượt view xuống hết rồi đó. Bây giờ mọi người thấy không? Chơi mà lượt view lại tụt xuống nữa rồi. Đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Trời ơi, như vậy mà còn gì nữa mà đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Đó, thời lượng là 13 giờ 9 phút bắt đầu comment nha. 13 giờ 9 phút bắt đầu comment ha. Hôm nay em chơi cái gì? Chị 30 phút nữa là xong. Rồi mọi người cứ tiếp tục comment nhanh gọn nào để cho em còn bán hàng nữa nha mấy chị đẹp. Em còn bán hàng nữa chứ còn em chơi game là ngày nào em lên live thì em cũng phải dành thời gian từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng để em chơi game xong rồi em mới bán hàng. Cho nên mọi người cố gắng ủng hộ em bằng cách là chia sẻ ở chế độ công khai. Tí em đi làm rồi hả? Đó, đơn giản là mọi người ủng hộ em với chế độ là chia sẻ thôi, có gì đâu mà khó khăn đúng không? Chị vẫn lên đầm thôi nha, xuyên cam nha, chị vẫn lên đầm ha. Vì hôm nay tri ân khách hàng, chị bán lẻ với giá sỉ nha. Đơn vị là lớn, hai số là lẻ lẻ. Ồ, chị đang chơi game. Chị đang chơi game. Lượt view lại tụt xuống nữa rồi. Lượt view lại tụt nữa rồi. Ủa chứ mẹ ngồi mẹ ghi số làm chi ạ? Số đề. Mình đánh hai đứa đánh thơ. Mẹ trời. Nghĩa là coi cái số nào mà người ta trúng hả? Coi số nào người ta trúng là đón hả? Trời, mọi người bây giờ sao comment chậm thế mà comment lâu trúng vậy? À vậy là chiều nay, vậy là chiều nay tổ chức đánh đề á hả? Chút tí nữa có hai mấy số là mua số chúng. Sao lại bị ẩn comment em yêu? Chị vẫn thấy cái điều chưa trúng làm sao mà chị ghim được?
chị vẫn thấy comment lên sao, mà sao bây giờ có bao nhiêu người xem vậy? Bây giờ chị có 11 người xem là sao, từ 30 người rớt xuống còn 11 người xem, chị không hiểu nổi luôn á. Chết rồi trời ơi, cái vụ bà Hà bà vô mà còn chơi nữa kia. Bà cũng rảnh ghê, vô đi chơi hả? Hà trong kia với Hà nào? Sao bây giờ mấy chị đẹp comment cái kiểu gì mà không ai không thấy ai trúng hết vậy ta? Rồi mọi người là không quên là chia sẻ bắt đầu từ cái lúc comment là 13 giờ 9 phút nha mọi người nha, 13 giờ 9 phút ha. Rảnh hả? Rảnh quá mà. Để rồi coi như trúng đầm thì tôi gửi từ đây về trong đó cho mà. Tự nhiên người ta đã đọc cái số đơn vị là lớn rồi mà tự nhiên cứ comment số nhỏ làm chi vậy trời, thiệt là nó hiền chi nó mất thời gian tôi hết rồi. Đã nói là đơn vị là lớn rồi mà cứ comment số nhỏ làm chi vậy? Khổ thân ghê luôn á.